Bé mèo 6 tháng tuổi nhưng vẫn đam mê bú ti mẹ đến mức Sen phải mua ti giả. Ai trên đời sinh ra mà chẳng từng bú ti? Thế nhưng đã lớn cái đầu rồi mà vẫn chưa cai được ti của mẹ thì đúng là con trai cưng có đam mê khó bỏ. Điển hình như bé mèo trong clip của bạn Thiên Hưng này đây. Đã lớn già cái đầu rồi mà vẫn bú ti giả chuồng chuột thế này thì mất mặt nhà mèo quá đi mất. Đây là bằng chứng cho thấy đâu phải cứ là mèo ta thì là cộc cằn, hung dữ và không dễ thương. Nhìn ổng nằm bú ti kia kìa, giật ra còn giành lại một cách vô cùng nhẹ nhàng. Như kiểu cho bú xíu đi mà, xíu nữa đi, trông có đáng yêu không cơ chứ. Theo như bạn Hưng chia sẻ, bé nhà mình có tật theo mẹ bú 4 bữa một ngày. Nay phải lên thành phố nên mèo mẹ không ở bên cạnh, thành ra phải chạy ra chợ mua cho nó cái ti giả này để nó bú cho đỡ ghiền. Mà ai dè đâu, thấy nó còn nghiện bú ti hơn cả lúc ở nhà nữa. Thế mới chết cơ chứ. Đây là cái ti thứ 3 trong tuần rồi đó, chứ hai cái kia nó nút với cắn nát hết rồi. Lần đầu tiên nuôi mèo mà phải tốn tiền mua ti giả đến như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.